Ok, xin chào mọi người. Tôi là David, chủ tịch Đức. Tôi là nhà huấn luyện của Action Coach. Chỉ một lý do tại sao tôi tham gia Action Coach. Action Coach là một nơi để chúng ta có thể học và sử dụng kiến thức của chính Action Coach giúp cho các doanh nghiệp khác thành công, giúp cho các chủ doanh nghiệp và luôn luôn than phiền với mọi người là tôi bận quá, tôi không có thời gian. Thì Action Coach chính là nơi mà các chủ doanh nghiệp cần tới để giúp họ có thời gian, có tiền bạc để làm những điều mình thích. Và lý do tại sao tôi thực sự tham dự Action Coach bởi vì khi trở thành một nhà huấn luyện, tôi có thể giúp không những cho tôi mà cho tất cả những doanh nghiệp khác, các chủ doanh nghiệp khác đạt được điều mình mơ ước. Đó là lý do tại sao tôi đến với Action Coach.